Cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì bên cửa hàng Hiếu Minh Audio tại miền Nam tiếp tục giới thiệu đến các bác và anh em về một lô loa rất chất và một lô loa mà bên cửa hàng bên em mới về mà ở tại miền Nam. Thật ra là lô này em đã về, lô này là lô thứ hai rồi. Hôm trước thì em về một lô được khoảng ngoài miền Bắc gửi vào đây được khoảng cỡ là 5 cặp thì cũng đã hết. Hôm nay mới ngoài miền Bắc mới gửi vào thêm cho bên miền Nam khoảng 5 cặp tiếp theo để giới thiệu đến các bác và anh em. Đấy thì đây là một trong những dòng loa mà cực kỳ hot, mà cực kỳ bác mong đợi mà bên cửa hàng Hiếu Minh bên em về. Dòng loa RCF C5212. Bát chép được sử dụng, bát chép của RCF được sản xuất tại Italia và mã thương hiệu là của Audio Power nha các bác nhé. Thương hiệu Audio Power và được lắp ráp tại sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Rồi. Và ngày hôm nay thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác và các bác nào cần xem về RCF hay là cần tham khảo này hay là đang tìm hiểu thì các bác không thể bỏ qua clip ngày hôm nay. Em sẽ review trực tiếp và chi tiết cho các bác luôn về cái dòng loa RCF này để gửi tới các bác và anh em nhé. Thì lô đợt này về thì bên em về là lô màu trắng nha các bác nhé. Đấy thì bên em vẫn, các bác nào cần sơn đen bên em vẫn hỗ trợ sơn đen cho các bác và anh em. Thì cũng thông báo luôn với các bác ở trên đầu clip là giá bình thường ngoài này các bác có thể xem trực tiếp, em check ở trên YouTube hiện tại bây giờ nhiều anh em có lô về bán 13, 14 đến 15 triệu đồng một cặp này. Và để nhưng bên cửa hàng Hiếu Minh bên em về số lượng nhiều, số lượng cực lớn nên là giá sẽ tốt hơn rất là nhiều. Giá hiện tại là bên cửa hàng bên em đang chào bán với dòng này với giá là 11.500.000 đồng nhé các bác nhé. 11.500.000 đồng. Còn ở tại trong miền Nam thì bên em sẽ chào bán với giá là 11.800.000 đồng. Thì sẽ chênh hơn khoảng 300.000 so với ngoài Bắc là do cái tiền vận chuyển nha các bác và anh em nhé. Đấy thì giá này cũng so với bên ngoài thì giá cũng đã rất là tốt dành cho các bác và anh em khi đầu tư. Đối với một dòng loa RCF thì ngày hôm nay em sẽ quay kỹ cho các bác về từng cái phân tần này. Đấy, từng cái nội thất bên trong và bát chép và kể cả những phần cổ côn của chép nữa, em sẽ quay những cái chi tiết cho các bác và anh em có thể tham khảo. Về thiết kế bên ngoài thì dòng này thiết kế theo dạng thùng cân nha các bác nhé. Đấy, theo dạng thùng cân. Và ống thông hơi thì sử dụng ống thông hơi đằng trước nên là khi nó đánh ra tiếng nó sẽ phả ra đằng trước này. Các bác nghe được sắc nét cái phần bát và phần chép. Và đặc biệt là dòng này là sử dụng là chép neo nên là tiếng nó đánh ra cực kỳ sắc bén. Và phần giải lời chép nhuyễn là đặc điểm của dòng loa RCF. Đấy. Bên em thì có hai mã RCF, là một mã được sản xuất tại Italia và một mã thì hàng nó về đây thùng màu trắng được sản xuất tại China. Đấy thì vừa về. Thì nhưng mà sử dụng là bát chép chính hãng của RCF nha các bác nhá, sản xuất tại Italia luôn. Và đối với dòng này ấy, thì em sẽ đọc luôn này, mã này C5212. Công suất là 600W ở trở kháng 8 ohm. Tức là đối với dòng loa RCF này các bác phải sử dụng cho em một dòng đẩy, một con đẩy nhé, khoảng 800W một kênh trở lên để đánh tốt dòng loa này. Bởi vì nếu mà khi các bác sử dụng đánh ở trên loa ấy thì các bác phải sử dụng đẩy nó dư ra. Đấy, đẩy nó dư ra thì đánh nó tiếng thứ nhất là tốt và thứ hai đánh nó sẽ tròn tiếng. Đấy, nó không bị nén, nó không bị méo. Là khi bên em tư vấn cho các bác tại sao phải dùng những dòng đẩy công suất lớn hơn so với công suất của loa vậy. Nhưng mà kể cả khi các bác đánh 400 hoặc 500W thì đánh nó vẫn ra tiếng. Nhưng mà tiếng nó sẽ bị méo, nó không đảm bảo về âm thanh khi các bác nghe. Nó không được tròn nha các bác nhé. Đấy là em lưu ý các bác. Và khi mua loa hay là mua đẩy để ghép với loa. Đấy, và hai bên là hai phần quay sách này, bác di chuyển dễ dàng nhé. Và đặc biệt là dòng này ý, thì kể cả cái phần ế căng này, các bác để ý chưa, nó sẽ được nẹp bằng những cái phần thanh sắt ở đây. Đấy, nẹp thanh sắt này. Đấy, nẹp thanh sắt này. Và nó sẽ được bắt ốc ở đây này. Các bác nhìn thấy chưa, nó sẽ được bắt ốc ở đây. Để thứ nhất là để gì? Thứ nhất là khi các bác kéo ra, khi các bác tháo ra đấy, nó dễ dàng, nó không bị cong, nó không bị méo cái phần ế căng này. Và kể cả là khi các bác mở ra nó dễ dàng thôi, chỉ cần sử dụng một cái bracket hoặc sử dụng một cái tua vít là các bác có thể tháo ra hoàn toàn, được xem được cái phần nội thất bên trong của cái dòng loa RCF này. Và đây là phần nội thất mà vừa em đã mở ra để các bác có thể xem này. Đối với một dòng loa này thì các bác có thể thấy này, nó thiết kế là ống thông hơi ở đằng trước nhá. Đây. Ống thông hơi ở đằng trước thì cái tiếng âm thanh nó sẽ tổng hợp trực tiếp ở trong thùng và nó sẽ phả ra đằng trước này, các bác nghe được phần nó sắc, được cái phần bát và phần chép của nó sẽ được rõ hơn. Đấy.
Và dòng này cái phần riêng phần bát này từ sử dụng là từ 19 các bác nhé, từ 19 này. Đây. Loa này, bát sử dụng bát của RCF luôn. Đấy, bác nhìn thấy chưa? RCF Italia. Đấy, có những đặc điểm thì nó không thể lẫn đi đâu được đối với một dòng loa RCF này. Đây em sẽ quay cho các bác này. Đây, từ đít lồi nhá. Đấy. Đây, RCF này. Và từng cái khía cạnh này các bác nhìn thấy chưa? Đây. Nó không hề bị mẻ, không hề bị ba viêm một chút nào luôn. Rất là đẹp. Đây, đặc điểm đặc trưng của RCF này nhá. Các bác nhìn này. Đây, bọc ghen nhá. Đây. Chưa. Đấy, tem này. Tem RCF nhá, tem 7 màu. Đây. Ok chưa? Và cái mã này, trên này nó sẽ có mã màng đi theo luôn nhé. Mã màng này. Đấy. Mã màng này. Đây, phần quả bát này em sẽ đọc cái phần thông số cho các bác này. Dòng này riêng quả bát đã chạy là 450W rồi nha các bác nhé. Đây là công suất trung bình sẽ là 450W. Đấy, còn quả chép sẽ là 150W, tổng là 600W. Và các bác đánh phải đánh về tầm dòng đẩy và 800W trở lên. Đây. Gân lụa tầm dầu 2 lớp nha các bác nhá. Gân lụa tầm dầu 2 lớp này. Màng sử dụng màng khô. Đấy. Nó là nón lồi. Ok chưa? Cực kỳ chất, đẹp của dòng loa này. Và tí nữa em sẽ test âm trực tiếp cho các bác và anh em luôn. Có thể nghe và cảm nhận trực tiếp âm thanh của dòng loa RCF mà bên em về. Ok chưa? Đợt trước về hàng này em còn chưa kịp quay đã hết sạch hàng rồi. Riêng về phần quả chép đấy là có một số lưu ý cho các bác và anh em khi lựa chọn này. Đây, mã này RCF ND350. Cái phễu này, cái phần nắp đậy này nó sẽ được làm bằng gang nha các bác nhé. Làm bằng gang luôn này. Đây. Đấy. Riêng cái phần lắp đậy để làm bằng gang luôn. Và khi phần cổ côn bên trong ấy thì các bác có thể thấy này, nó sẽ sử dụng này, cổ côn này made in Italia. Được chưa? Đầy đủ này, mã này, ngày tháng này. Đấy, made in Italia. Chưa? Tại sao khi loa bãi bên em về mở bung lắp trực tiếp ra cho anh em và các bác kiểm tra, và kể cả gửi hàng cho các bác cũng thế, thì các bác có thể kiểm tra trực tiếp. Đấy, nhà bác nào mà đang dùng loa RCF có thể mở ra trực tiếp kiểm tra luôn, xem có đúng như ở trên clip ở bên cửa hàng Hiếu Minh bên em quảng cáo không. Đấy. Và đặc biệt là dòng này ấy, cái phân tần là nó sử dụng hai phân tần nha các bác nhá. Hai phân tần. Thứ nhất là một cái phân tần của bát của chép đây. Và một phân tần nữa nó sẽ có một cái tầng lọc dành cho chép nữa. Đó là một tầng lọc riêng nhá, một tầng lọc riêng ở đây. Đấy các bác có thể nhìn thấy này. Dòng này nó có hai phân tần. Lọc tín hiệu âm thanh nó sẽ ra tốt, sạch tiếng cho các bác và anh em. Và đánh nó sẽ nhuyễn tiếng. Là cái dòng loa này. Đấy. Mà lại còn sử dụng là chép neo nữa. Đấy. Trên này này, các bác nhìn cái phần cổ này. Có mã luôn nhá. Mã này. Đấy. Và cái dòng này nó sử dụng là thép. Là thép, từ thép nó sẽ ép, được ép trực tiếp nha các bác nhé. Ép rất là chắc chắn luôn. Rất là chắc chắn. Đấy. Phễu này sử dụng là nhựa carbon nhé. Nhựa carbon rất là cứng cáp. Dòng này đánh tiếng rất là hay. Đây, phần tần thì anh em các bác nhìn này. Tụ sử dụng là tụ của Zotac nha các bác nhé. Một trong những dòng tụ rất là đắt tiền mà hay sử dụng ở trên những dòng loa JBL. Hiện tại bây giờ các bác đang sử dụng những dòng loa JBL 6012, 4012. Các bác có thể mở ra để xem. Đấy. Tụ nhá. Tụ này, tụ Zotac này. Một trong những dòng tụ sử dụng ở trên những dòng loa đắt tiền hiện tại bây giờ. Phân tần này, hai cuộn cảm nhé. Dòng này là sử dụng lên đến 3 cuộn cảm. Riêng phần chép nó sẽ qua một cái phần cuộn cảm này nữa để lọc tín hiệu âm thanh. Đấy, tiếng sẽ ra sạch hơn cho các bác và anh em. Đấy, em quay các bác này, thùng quách đây. Còn rất là đẹp. Thùng thì sử dụng là gỗ ban ép 12 lớp, công nghệ mới nhất hiện tại bây giờ, và sử dụng hoàn toàn là ốc chôn hết nha các bác nhé. Ốc chôn, tránh trường hợp thùng mẻ hay là thùng nó xấu. Đấy, các bác yên tâm về những phần đấy. Rồi, đấy là em đã review qua và cũng đây như là giới thiệu chi tiết cho các bác về dòng loa RCF, mã của thương hiệu Audio Power. Và bây giờ em sẽ test trực tiếp âm thanh ở trên dòng loa RCF này để gửi tới các bác và anh em nhé.